Chúa theo Thánh Marco, chương 16, câu 9 đến câu 15. Khi Đức Giêsu sống lại vào tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Bởi lẽ, các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng theo Thánh Marco hôm nay thuật lại là bản tóm các sự kiện về Chúa Giêsu sau khi phục sinh đã hiện ra với các môn đệ thân tín để yêu thương và củng cố lòng tin của họ. Chúa muốn các môn đệ tín thác vào Chúa, vui tìm vui với Chúa và nhất là đi loan báo tin vui này cho hết mọi người trên thế gian. Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho muôn loài. Mệnh lệnh loan báo tin mừng là sứ điệp quan trọng mà Chúa Giêsu phục sinh tín cẩn gửi trao cho các môn đệ năm xưa và cho chúng ta hôm nay. Chúa muốn chúng ta loan báo sứ điệp tin mừng phục sinh cho mọi người, là để mọi người đều được chung hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa. Nếu ngày xưa các môn đệ của Chúa không cảm mến được niềm vui phục sinh, không hăng hái thực thi sứ vụ Chúa đã ủy thác, thì tin mừng của Chúa sẽ ra sao? Nhân loại hôm nay sẽ thế nào? Chắc chắn, nếu không có sự phục sinh của Chúa, thì toàn thể nhân loại đã đi vào ngõ cụt của cuộc sống, con người đi vào hố diệt vong của tử thần. Tạ ơn Chúa vì sự phục sinh. Tạ ơn Chúa vì đã sai các tông đồ đi loan báo tin vui phục sinh. Tạ ơn các người môn đệ của Chúa đã can đảm ra đi loan báo và dùng cả mạng sống mình để minh chứng cho sứ điệp tin mừng. Nhờ vậy mà nhân loại hôm nay có một cuộc sống hạnh phúc. Nhân loại hôm nay có một cuộc sống hạnh phúc yêu thương trong tình huynh đệ của người con của Chúa. Dân số thế giới ngày nay đã đạt đến 7,7 tỷ người, nhưng số người nhận biết Đức Giêsu phục sinh là cứu Chúa chỉ khoảng 1/3. Là những người con của Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng ta tiếp tục sứ vụ làm lan tỏa tin mừng phục sinh cho anh chị em chưa biết Chúa. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và khẩn thiết. Do đó, giáo hội luôn thiết tha mời gọi chúng ta hãy thực thi lời mời gọi rao giảng tin mừng của Chúa cho mọi người bằng cuộc sống chứng tá cho tin mừng qua việc sống yêu thương và nâng đỡ nhau. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết hăng say loan báo tin mừng bằng cuộc sống ngay chính và yêu thương, để qua dấu chỉ yêu như Chúa yêu, nhiều người sẽ nhận biết Chúa. Amen.